Tính đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 200 năm danh sưng Vĩnh Tường diễn ra tại Trung tâm Hội nghị huyện vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 11 đang được huyện chỉ đạo sát sao. Các đơn vị khẩn trương hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho sự kiện lớn nhất trong năm của huyện diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ kỷ niệm 200 năm danh sưng Vĩnh Tường gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật chào mừng có chủ đề 200 năm Vĩnh Tường văn hiến tự hào và khát vọng với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu của các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, các tỉnh bạn cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đã cơ bản được hoàn tất bảo đảm cả về nội dung, chất lượng, từ việc chuẩn bị đón tiếp khách mời, xây dựng kịch bản buổi lễ, tập luyện chương trình nghệ thuật, dàn dựng sân khấu, lắp đặt khán đài, các màn hình LED và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, đến chạy thử chương trình được thực hiện chu đáo, khẩn trương. Đặc biệt, chương trình sẽ sử dụng hệ thống sân khấu, đạo cụ ánh sáng kết hợp với kịch bản chuyển thể từ lịch sử, văn hóa liên tục trên nền nhạc dân gian kết hợp hài hòa với ánh sáng hiện đại. Tất cả sẽ tạo khí thế tưng bừng, không gian hoành tráng, rực rỡ, trang trọng cho chương trình lễ kỷ niệm. Ngoài ra, các cơ quan, ngành chức năng cũng đã tích cực triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động phụ trợ khác, tất cả đều sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, hứa hẹn sẽ diễn ra thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp về một vĩnh tường hội tụ và phát triển trong mỗi đại biểu và du khách thập phương. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường sẽ phối hợp tường thuật trực tiếp toàn bộ chương trình lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu lúc 20 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2022. Có thể nói vào thời điểm này, người dân Vĩnh Tường đang đếm ngược thời gian cho lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường. Đi khắp các nẻo đường, trục đường trung tâm, các cơ quan, đơn vị trong huyện chúng ta đều thấy màu cờ đỏ rực tung bay, những bano, khẩu hiệu tuyên truyền về một Vĩnh Tường tự hào và khát vọng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Vĩnh Tường đang hân hoan chờ đón sự kiện trọng đại của địa phương để ôn lại những thành tựu mà huyện nhà đã đạt được sau 200 năm thành lập. Các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Vĩnh Tường nói chung và lễ kỷ niệm diễn ra vào ngày 21 tháng 11 nói riêng được tổ chức nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Vĩnh Tường trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước giàu đẹp, quê hương Vĩnh Tường phát triển văn minh